Phải sau bao nhiêu nỗ lực cố gắng chơi mini game ngày đêm, nói chung là chơi liệt màn hình luôn. Và kể từ cái thời điểm mà phía Game Pass chính thức xuất hiện và theo mình nhớ đó chính là cái bản cập nhật ngày 9 tháng 3 nha các bạn ơi, đó là phía Game Pass này xuất hiện. Và đến ngày hôm nay đó chính là ngày 26 tháng 4 thì mình mới được nhận cái nút màu vàng này đó các bạn ơi. Thì cũng sắp xỉ đó chính là gần 2 tháng đó các bạn. Oh my chuối. Và ta-da, xin chào tất cả các bạn đã quay trở lại với kênh Top 1 Papi. Và vào đầu cái video này thì các bạn nhớ cho mình một like video là ký kênh đó nha, để ủng hộ kênh của mình đạt mốc tiếp theo là 40k lượt đăng ký. Thì trong video clip ngày hôm nay thì mình sẽ là tiếp tục đỡ đi sang những cái chiếc hộp thần bí để mà nhận cái cây dù nha các bạn. Đó, mình vẫn chưa có cây dù đâu mọi người. Rồi, và ngày hôm qua là mình đã nhận cho mình một cái nút màu vàng rất là đẹp, và kèm theo đó chính là một cái kim cương đa hay đỏ 50 đá quý nha các bạn ơi. Quà hâu một số đá quý rất là cao luôn đấy mọi người. Rồi, và nói chung là cái số điểm 2003 điểm này mình cày trong vòng gần 2 tháng thì rất là lâu các bạn ơi. Bây giờ mình còn thiếu khoảng là gần 2000 điểm nữa đó, thì về mình tính là khoảng 2 tháng nữa nha các bạn. Nói chung khá là lâu đó mọi người ơi. Rồi, không biết chừng nào mình nhận cái nút pha lê kia nữa. Rồi thôi kệ nha các bạn ơi. 10 điểm. Rồi, và có lẽ đây là cái bộ trang phục mà bị gạch đá nhiều nhất và cũng như là bị châm biếm nhiều nhất cho các bạn ơi. Và đây chính là cái bộ trang phục đào rương kho báu rất là độc lạ đó, và cái điểm nhấn đó chính là một cái bức tranh, cái khung tranh ở trên cái đầu nha các bạn. Thực chất đây là một cái chiếc nón đó mọi người ơi. Rồi, quá là độc đáo. Và mình thấy còn trên fanpage rất là nhiều bạn châm biếm đó, cái này kiểu giống như là cái ảnh chụp thẻ đó các bạn ơi. Đó, ảnh thờ đồ các kiểu con này điểu. Và nếu các bạn không thích cái khung tranh ở trên cái đầu thì các bạn có thể là đi đào kho báu để kiếm cho mình cái bộ đồ nha. Đó, cái phần thân áo khá là đẹp và dễ thương đó các bạn ơi. Đấy, mình thấy cũng ok đó mọi người. Rồi, các bạn nhớ là đi đào vào ngày chủ nhật tuần này đó nha. Và cái set trang phục đào rương kho báu của chúng ta tên là Danh Họa Thời Phục Hưng. Và cái set đồ này của chúng ta gồm là 3 món nè. Đầu tiên chính là đồ Danh Họa Phục Hưng, rồi tiếp theo là mũ Danh Họa Phục Hưng, và thứ ba đó chính là giày Danh Họa Phục Hưng nha các bạn. Và sẽ là có tỷ lệ rương ít 2 nha. Wow, và ngày hôm nay trong shop cửa hàng thì Game lại bán cái cần câu gậy tiếp tục đây các bạn ơi. Nói chung là lâu lắm rồi mình thấy Game là bán lại cái cần câu đấy mọi người. Và mình thấy có nhiều bạn cũng hỏi là mình là cái cần câu khi nào bán. Đấy, thì bữa nay là Game đã bán rồi. Và các bạn hãy tranh thủ mua mình cho chiếc cần câu tiếp tục này nha. Và mình thấy cái cần câu này tỷ lệ câu bóng 5 khá là ok đấy, chuyên câu bóng 5 nha. Các bạn đừng có mua này để câu bóng 6 nha mọi người ơi. Và ngồi ra thì Game cũng đã bán cho mình cái chiếc xe đua bánh kem nè các bạn ơi. Đó, với bè màu dâu nè, Việt Quốc nè và bạc hà đó nha. Và hôm qua là có hé lộ cái chủ đề hôm nay đó chính là ngọt. Đã, thì tôi tưởng là cái gì các bạn ơi, hóa ra là xe bánh kem. U là trời. Và chúng ta còn tổng cộng đó chính là 4 cái bí mật nữa đó nha. Rồi, và theo các bạn thì vào ngày mai ngày 27 tháng 4 đó, với cái chủ đề ca hát thì Kim sẽ bán cái bộ trang phục gì hoặc là cái món đồ bí mật gì thì các bạn nhớ là comment dưới video này. Đó, và ngày 28 đó chính là tốc độ nè các bạn. Rồi 29 là nam tính nè, và 30 là truyền thống nha. Và mấy cái đó là chưa phải là cái mình mong chờ nhất trong cái đợt sự kiện đại lễ 30 tháng 4 mỗi năm nha các bạn. Và cái tôi mong chờ nhất đó chính là sự kiện đã nhận code free miễn phí từ nhà phát hành nha các bạn ơi. Không biết là năm nay lễ là chúng ta có được nhận code free miễn phí hay là không, hay là chúng ta sẽ nhận được cái bộ trang phục truyền thống miễn phí đây. Đã chưa hết là chúng ta có cái sự kiện đó chính là câu cá để nhận cái chiếc hộp thần bí nha, để nhận cho chúng ta hai bộ trang phục áo dài truyền thống và thêm một cái dù nữa. Rồi, cũng rất là ok rồi, nhưng mà rất tiếc là mình đã có từ năm ngó rồi đó các bạn ơi. Đến năm nay là tôi mới bắt đầu tôi đi câu tiếp đây, vẫn chưa ra cái dù mọi người. Wow, và tôi vừa gặp cho tôi một cái chiếc bóng nằm đây các bạn ơi. Một cái chiếc bóng nằm siêu to ở trong cái hồ ở nhà khu nghỉ dưỡng đó nha. Hiện tại mình đang trong cái cuộc thi đó chính là câu hải cẩu đốm đó các bạn. Ở trong nhà của bạn Thảo mọi người ơi. Rồi hôm nay có tổ chức sự kiện câu cá hải cẩu đốm. Nhưng mà không thấy hải cẩu đâu, chỉ thấy cái bóng nằm lên. Và cái bóng nằm này sẽ lên con cá gì đây? Rồi, một con cá gió. Đúng thật sự là cái giá luôn nha các bạn ơi, đã không thấy cái gì hết luôn. Và theo tôi để ý là chính là cầu ở trong cái nhà khu nghỉ dưỡng này rất là dễ lên, là không biết vì sao hay là do nhân phẩm của nhà bạn Thảo này đó, mà tôi cầu trong cái hộp là rất là dễ lên các bạn ơi. Còn mình cầu ở ngoài không thấy cái hộp nào cả.
Đó nên mục đích mình sẽ ra qua đây để mình câu hộp nha mọi người, đã được tăng tỷ lệ. Ok, và mình thấy có rất là nhiều bạn cũng đã lên hộp rất là dễ ở trong cái nhà khu nghỉ dưỡng này luôn rồi. Đấy, tôi thấy có người lên 3-4 hộp liên tiếp luôn. Và theo mình thấy thì năm nay thì game tăng tỷ lệ ra hộp nhiều hơn đó các bạn ơi, nhiều hơn năm ngoái á. Nãy năm ngoái tôi câu rất là ít lên hộp các bạn, mà năm nay tôi câu quá trời hộp luôn rồi. Oh no. Và các bạn nào mà chưa có câu ở những cái chiếc hộp thần bởi để nhận cái hai bộ trang phục áo dài truyền thống là tranh thủ câu nha. Và mình xin nhắc lại đó chính là để câu hộp chúng ta sẽ là câu bóng 1, bóng 2 và bóng 3. Còn các vị trí là nói chung là ở chỗ này mà có ké đỏ có nước thì các bạn cứ câu thoải mái nha, đảm bảo là sẽ có hộp thôi mọi người ơi. Wow, và mình vừa lên một chiếc hộp thần bí đỏ giấc dưới nước này các bạn. Ba la cho tôi cái dù đi. Rồi ra cái giày bạch đỏ các bạn ơi, không ra cái dù rồi. Từ hôm qua đến ngày hôm nay là game toàn cho mình cái giày không à. U là trời. Rồi và theo cái khả năng quan sát và cũng như là kinh nghiệm nhiều năm chơi Play Together của tôi thì tôi cảm thấy là mỗi nick sẽ có cái tỷ lệ ra đồ riêng biệt khác nhau nha các bạn ơi. Đó, ví dụ là mỗi nick sẽ có tỷ lệ ra giày khác nhau nè. Đấy, con nick sẽ ra rất là nhiều giày, rồi con nick sẽ ra rất là nhiều áo. Và có những bạn sẽ ra rất là nhiều những cái ô dù đó các bạn ơi. Nói chung là mỗi nick sẽ có tỷ lệ khác nhau rồi nha, không ai giống ai cả. Ủa ra chơi, và mình vừa ra cái đôi giày hoa đỏ a à, cái món đồ mình chưa có các bạn ơi. Hình như đây là cái đôi giày của nữ đó nha mọi người. Mời đẹp, mời đẹp. Và thường thường thì những cái món đồ này mà chúng ta chưa có sở hữu trong game đó thì game rất là ít ra, nói chung là khó ra lắm các bạn ơi. Đó, và những bạn nào mà đã ra rồi đó nha, đó mà ra một cái rồi nha thì nó sẽ là xuất hiện hoài hoài luôn đó các bạn ơi. Ví dụ giống như là tôi đây ra toàn là giày thì cho giày quá trời luôn các bạn. Đó, còn cái dù thì là chưa có thì là không thấy đâu cả. U là trời. Và không biết là các bạn xem video đây thì các bạn nào đã câu được cho mình được cái con hải cẩu đớm này chưa? Đã chứ là từ khi là game ra cái con hải cẩu đớm này là tôi chưa có câu lên bao giờ hết đó các bạn ơi. Nói chung là mình thấy khá là khó câu lên đấy. Đó, nhưng mà vấn đề chính đó là do nhân phẩm kẻ mọi người ơi. Để có những bạn là câu một lần cái 44 à thì nó sẽ lên luôn. Có những bạn là câu hoài hay chục bóng thì nó cũng đâu có lên đâu các bạn. Đấy, nói chung là nhân phẩm là gánh hết cái game này luôn đấy mọi người. Ok. Đấy, và hiện tại là mình đang câu hộp đỏ để ra cái dù đó nha. Nói chung là mình sẽ là làm hai cái chuyện trong ngày hôm nay, đó chính là câu hải cẩu và câu hộp với các bạn. Và hy vọng cái chiếc hộp thần bí này sẽ ra cho mình một cái ô đi các bạn ơi. Wow, ra cái gì đây? Ô giấy sao vàng. Mời đẹp, mời đẹp. Và mình cứ ngỡ là mình sẽ là không bao giờ mở ra được cái ô giấy sao vàng này khi chơi game cả các bạn ơi. Đó thì ngay lập tức nó đã ra cho tôi rồi. Quá là nhân phẩm. Ta-da! Và hiện tại đang ở trong căn nhà của tôi đã. Và mai tôi sẽ là sơn những cái bộ đồ truyền thống Việt Nam. Đó cho các bạn xem nha, coi là các bạn có giống như là mình hay không đây. Đó, nói chung là toàn bộ những cái món đồ nó kiểu giống như là liên quan đến đất nước Việt Nam các bạn ơi. Đã chủ đề Việt Nam á. Và đa số là toàn là áo dài nha các bạn ơi. Và đầu tiên món đồ đó chính là cái chiếc áo ba màu xanh nước biển đỏ với cái quần màu đen nha. Và cái nón thì mình sẽ là gắn thêm vô nha các bạn ơi, chứ mặc định là không có cái nón đó nha. Và cái set đồ này mình nhớ không làm đó chính là trong cái sự kiện nhập code đó các bạn. Nhưng mình không nhớ là trong cái sự kiện nhập code ở đâu mọi người. Không biết là code trong cái lễ gì á, em mình cũng quên mất tiêu rồi, bạn nào nhớ comment nha. Tiếp theo là cái bộ trang phục là tiên nữ hoa sen. Rồi và cái bộ trang phục này sẽ được thiết kế bởi người Việt Nam. Đó và nói chung là tôi thấy cái này nó liên quan đến Việt Nam các bạn ơi. Đó cái hoa sen đó các bạn. Đấy và thường hoa sen nó cũng liên quan đến đất nước Việt Nam nên mình sẽ để ở đây nha. Và hình như mình nhớ không làm cái bộ tiên nữ hoa sen này được bán với giá là 150 kim cương hay là 200 kim cương gì đó mình quên mất tiêu rồi. Ok tiếp theo là cái bộ trang phục áo dài màu hồng. Thì cái set trang phục áo dài màu hồng này sẽ bán ở trong shop cửa hàng nha các bạn ơi. Đã nói chung là ở trong cửa hàng các bạn thích mua lúc nào cũng được. Rồi thì trong này sẽ bán hai cái set áo dài cho anh em và nữ. Đó và đều là đồng giá là 4.500 tiền sao nha. Và ngoài ra thì có bán nón lá nè và khăn đóng nha các bạn ơi. Đã cũng là dành cho anh em và nữ và giá cũng đồng giá là 3.750 tiền sao luôn. Đó đều có tất cả ở trong shop hết. Rồi và tiếp theo là hai bộ trang phục áo dài màu đỏ là các lá cờ ngôi sao nha các bạn. Đây là cái trang phục ở trong cái sự kiện câu hộp bí mật ấy. Đó và mình có trăm năm ngó rồi thì ngày hôm nay mình vừa hoàn thành xong và mình vừa cái câu cái chiếc dù hình ngôi sao nha các bạn. Và như vậy mình đã full hết tất cả rồi. Ok. Và tuy nhiên là mình vẫn chưa full hết tất cả các món đồ liên quan đến các bộ đồ truyền thống Việt Nam nha các bạn ơi. Vẫn còn vài bộ đồ nữa mà mình chưa có sở hữu sau đây.
Và nếu các bạn mà chơi game từ lâu lắm rồi thì trong này sẽ có một cái bộ đồ, đó chính là áo thun đỏ sao vàng đó các bạn ơi. Đó, và áo thun đỏ mặt trời nè, đỏ mặt trăng nha các bạn. Và mình nhớ không làm cái gói này bán với giá là 25k đó các bạn ơi. Đó, gồm là ba cái chiếc áo khác nhau nha. Đó, và đặc biệt đó chính là chiếc áo đỏ ngôi sao vàng mang cái lá cờ Việt Nam nha các bạn ơi. Rất là nổi bật và đẹp luôn. Rồi tiếp theo là cái hai bộ trang phục cũng áo dài truyền thống Việt Nam nữa. Đây là các bạn ơi, đó trang phục áo dài màu hồng và màu xanh nước biển nha, cho nam và cả nữ luôn. Và giá bán đó chính là 98k nha các bạn ơi. Rồi và theo mình đếm xương xương thì chúng ta có tổng cộng đó chính là 9 bộ quần áo là liên quan đến với đất nước Việt Nam nha các bạn ơi. Đó, nói chung là cái chủ đề liên quan đến Việt Nam. Và thêm một cái mình thấy cũng khá là gần gũi đến với đất nước Việt Nam, đó chính là cái chiếc thuyền rồng này nha các bạn ơi. Rồi thì ở ngoài đời là chúng ta có cái xuồng ba lá đó, còn ở trong kia là chúng ta có chiếc thuyền rồng. Ok, nói chung là đất nước Việt Nam thì cũng gần cuối kiểu sông nước để có lái thuyền đồ đò các kiểu nha. Rồi, còn các bạn thấy như thế nào thì để lại comment dưới video này cho mình biết. Ok, rồi và như vậy cái video clip của mình đến đây cũng đã kết thúc. Và xin chào và hẹn các bạn trong các video clip tiếp theo. Bye bye, mãi yêu. Ta-da.